Nhanh chân của cái ghế đã gãy rồi. Bạn có nghĩ cái mình đang nghĩ không? Chuối 1, tôi nghĩ là có đấy. Chuối 2, đã đến lúc sửa chữa rồi. Và khi hai bạn chuối mang cái ghế trải lại cho nhà các bạn gấu. Ồ, các bạn sửa cái ghế rồi sao? Không còn lung lay nữa nhé, Lulu. Cảm ơn hai bạn chuối. Giờ cái ghế lại thấp quá. Cái bàn, quyển sách của tớ, các bạn đi đâu thế? Để nó cho bọn tớ, Lulu. Sửa xong rồi, Lulu. Giờ thì cái bàn đã vừa vặn với cái ghế rồi, Lulu. Tuyệt quá. Thật tuyệt. Nhưng mà mấy cái ghế đó lại cao quá. Để nói cho bọn tớ. Ừ không, tất cả đều quá thấp. Không ai muốn ngồi vào một cái bàn mà nó thấp thế này. Mấy hòn đá trông thật là ngon. Mấy hòn đá ngon ư? Tất cả mấy hòn đá này sẽ làm được một món canh hảo hạn. Nhưng bạn không thể ăn đá được. Nếu bạn để lại cho tớ hai hòn đá, tớ có thể chỉ cho bạn cách làm món canh đá cực kỳ ngon.